Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các bạn đã xem kênh Người Yêu Mới của mình nha. Mình là một cựu sinh viên chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Và mình có 4 năm làm việc trong cái môi trường du lịch với ba cái vị trí là sell tour, điều hành tour và hướng dẫn viên. Nên là mình tự tin chia sẻ những cái trải nghiệm của mình về cái ngành du lịch đến với những bạn mà đang có dự định theo học ngành du lịch nha. Ok, và mình là Huy, chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Ok, học du lịch có gì vui? Thật sự là học du lịch thật sự rất rất vui. Đối với những bạn mà học du lịch ở miền Trung hay là miền Bắc á, thì mình không có rõ cho lắm. Nhưng mà nếu bạn học tại những thành phố Hồ Chí Minh, học ở miền Nam á, thì để hoàn thành tốt nghiệp ra trường thì ít nhất bạn phải thực hiện được một cái tour thực tế. Ví dụ giống như cái trường mình học á, thì sinh viên muốn tốt nghiệp ra trường thì phải hoàn thành được 3 tour thực tế. Tour đầu tiên là tour miền Tây, gồm 7 ngày đi hết tất cả các tỉnh miền Tây, cả đảo Phú Quốc luôn. Tour thứ hai là tour Tây Nguyên, là từ thành phố Hồ Chí Minh đi tới khu vực của Kon Tum rồi đổ về Nha Trang, về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và tour thứ ba là tới 20 ngày 19 đêm, thậm chí là 21 ngày 20 đêm, đó là tour xuyên Việt đi ra cái cánh miền Bắc, Lào Cai, Sapa đó. Cho dù sau này bạn có làm du lịch hay không á, thì bạn cũng đã có cơ hội đi hết Việt Nam rồi đúng không? Đâu có một cái ngành nghề nào mà có nhiều cơ hội được đi giống như ngành du lịch đâu đúng không? Nên là ngành du lịch là ngành mà sinh viên được có nhiều cái trải nghiệm nhất trong những cái chuyến đi của mình. Mỗi những cái chuyến đi như vậy sẽ cho bạn rất nhiều những cái trải nghiệm. Trải nghiệm đầu tiên là trải nghiệm về văn hóa, trải nghiệm thứ hai là trải nghiệm về ẩm thực vùng miền, trải nghiệm được đến những cái điểm mới, được check-in, được chụp hình, thậm chí là trải nghiệm đối với tất cả các mối quan hệ bạn bè trong lớp luôn. Nên thật sự là học du lịch rất rất vui. Thứ hai là học du lịch có khó không? Đối với cảm nhận của cá nhân mình ấy, thật sự bản thân mình là một người không có giỏi. Và chính vì không giỏi đó nên mình mới chọn du lịch. Du lịch là một cái ngành học mà không có gì gọi là khó khăn hết. Những cái môn học của du lịch cũng không đòi hỏi là bạn phải vắt óc suy nghĩ quá nhiều, không cần phải nghiên cứu chuyên sâu quá nhiều. Tuy nhiên cái khó của nghề này là liên quan đến vấn đề kỹ năng là chính. Đặc biệt sau khi ra trường mà có dự định làm hướng dẫn viên du lịch ấy, thì bạn thật sự phải có một số kỹ năng nhất định phải có như sau. Thứ nhất là kỹ năng thuyết trình, thứ hai là kỹ năng hoạt náo, thứ ba đó là kỹ năng giao tiếp, cụ thể hơn đó là kỹ năng xử lý tình huống đó. Đây là ba cái kỹ năng thật sự cần thiết cho một hướng dẫn viên du lịch. Mình thấy phần lớn là các trường đại học cao đẳng ngày nay á, cho dù là công lập hay là dân lập á, thì dạy những lớp kỹ năng khá là khó. Thực tế á, đa phần sinh viên sau khi ra trường thì đều dựa vào bản năng là chính. Tuy nhiên nếu bạn muốn làm một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, đi những cái tour mà có nhiều tiền á, thì mình khuyên là các bạn nên đi học tại những cái trung tâm bên ngoài, đặc biệt với một cái lớp đó là kỹ năng hoạt náo, thì cơ hội kiếm tiền của bạn nó sẽ nhiều hơn. Đặc biệt là học theo những cái lớp về năng khiếu như học đàn, học hát chẳng hạn. Đây đều là những thứ cần thiết cho một hướng dẫn viên du lịch nha. Để nói về mặt kiến thức của một hướng dẫn viên du lịch ý, thì đòi hỏi bạn phải có một kiến thức khá là rộng về, đặc biệt là về lịch sử. Tuy nhiên theo mình thì nó không có gì khó cả, bởi vì thì nó đã có hết ở trên mạng rồi. Vấn đề là bạn có siêng học nó hay không thôi. Cái điều thứ ba mình cũng nhận được khá là nhiều những câu hỏi từ tất cả các bạn, đó là con gái có nên học du lịch hay không. Đối với một người làm trong ngành du lịch, đó là mình đây, thì mình thấy một điều rằng là con gái nếu mà sau khi ra trường mà làm về sell tour hay là điều hành tour hay là nhân viên visa, làm trong khối văn phòng thì khỏe hơn rất là nhiều. Còn đối với con gái mà làm hướng dẫn viên du lịch thì rất là cực. Tuy nhiên đối với những bạn nào mà có dự định đam mê cái ngành hướng dẫn viên du lịch ý, thì các bạn nên cố gắng trau dồi thêm ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Đối với con gái thì làm về hướng dẫn viên du lịch quốc tế, inbound hay là outbound, thì nó vẫn khỏe hơn là làm du lịch nội địa nha. Thậm chí là những bạn bánh bèo, các bạn cũng có dự định học về du lịch đấy, các bạn muốn làm hướng dẫn viên thì cũng cố gắng học thêm về tiếng Anh, học trau dồi thêm về ngoại ngữ để cho mình có nhiều hơn cái cơ hội việc làm. Cái thứ ba đó là học du lịch có cần tiếng Anh hay không? Học du lịch có nhất thiết phải giỏi tiếng Anh hay không? Hoặc là học dốt tiếng Anh coi có nên học du lịch hay không? Ok, mình sẽ giải quyết cái câu hỏi này cho tất cả các bạn. Đây cũng là một trong số những câu hỏi mình nhận được cũng rất rất là nhiều từ tất cả các bạn muốn học du lịch đó. Trước tiên mình muốn các bạn biết một điều rằng là không chỉ riêng ngành du lịch, nếu mà bạn có kỹ năng về tiếng Anh thì chắc chắn là cơ hội việc làm của bạn nó sẽ nhiều hơn những người là không có rồi nè. Mức lương của bạn có khi là sẽ cao hơn những người không có tiếng Anh. Nên vì thế cho dù bạn học du lịch hay là không học du lịch đó, thì cũng cố gắng trau dồi cho mình một kỹ năng tiếng Anh tốt nha.
Còn về học du lịch đó thì có cần tiếng Anh hay không á, thì câu trả lời của mình là không. Trừ cái tiếng Anh mà để cho bạn xét tốt nghiệp ra thì mình không nói nha. Bởi vì tiếng Anh xét tốt nghiệp thì đôi khi nó cũng không có đánh giá một ai cả hết. Bởi vì cái tiếng Anh xét tốt nghiệp ở một số trường hiện tại bây giờ nó còn khá là chung chung và rất là dễ qua. Tuy nhiên mình nói về vấn đề về công việc đi nha, thì ngành du lịch không cần tiếng Anh. Bởi vì rõ ràng các bạn sẽ thấy một điều rằng là du lịch sẽ có hai thị trường làm việc chính. Một là thị trường nội địa và hai là thị trường quốc tế. Nếu mà bạn làm ở thị trường nội địa thì bạn sẽ không cần tiếng Anh đâu. Trừ khi nào bạn muốn làm ở thị trường quốc tế thì bạn mới cần tiếng Anh thôi. Còn làm ở thị trường nội địa hay là thị trường quốc tế là tùy vào cái khả năng của bạn thôi. Sẽ không có một cá nhân tổ chức nào ép bạn phải làm ở thị trường này mà không được làm thị trường kia cả. Sự lựa chọn vẫn nằm ở bạn. Nhưng mà nhớ giúp mình có thời gian hãy cố gắng học thêm tiếng Anh. Và nếu các bạn muốn mình ra video cách mình học tiếng Anh như thế nào thì nhớ comment ở dưới để cho mình biết. Và có thể là sắp tới mình sẽ ra một cái video chia sẻ về cách học tiếng Anh xịn sò của mình cho tất cả các bạn nha. Cái điều thứ năm mình muốn chia sẻ với đến các bạn là liệu rằng là dịch Covid như thế này thì có nên đăng ký học về ngành du lịch hay không, đúng không? Trước tiên thì mình sẽ nói về cái sự ảnh hưởng trước. Thì đúng là không chỉ là du lịch, đối với tất cả những ngành nghề khác luôn thì hầu như là tất cả những ngành nghề đều bị tác động bởi cái dịch Covid xảy ra. Trong đó cái ngành du lịch nói chung là một cái ngành nghề mà chịu tác động khá là mạnh mẽ bởi vì cái dịch Covid-19 này. Du lịch chỉ được thực hiện khi cái nơi đến nó an toàn thôi. Và rất là nhiều những cái nhân sự làm trong cái mảng hướng dẫn viên du lịch nói riêng và ngành du lịch nói chung hầu như là đều không có việc làm hoặc là chuyển qua làm một công việc khác. Vậy thì các bạn hỏi mình là trong tình hình dịch bệnh như thế này thì có nên đăng ký học ngành du lịch hay không ấy? Thì thật sự là mình không biết trả lời như thế nào để cho nó có khoa học hết. Bởi vì vốn dĩ là mình không phải là người biết được là trong tương lai thì khi nào dịch bệnh nó mới hết, đúng không? Tất cả những cái sự trả lời ở đây nó dựa vào cái cảm tính và nó dựa vào cái sự đánh giá nhìn nhận của mình thôi. Thì mình tin rằng là ở một thời điểm nào đó trong tương lai ấy, thì dịch nó cũng sẽ hết. Không thể nào mà là lúc nào cũng dịch hết, đúng không? Thì khi nào mà dịch hết rồi thì du lịch nó cũng sẽ trở lại. Ví dụ như có thể là nhanh thì là 1 năm nữa, 2 năm nữa, lâu thì 3, 4 năm nữa. Thì nếu bạn đăng ký học du lịch bây giờ cho tới thời điểm hiện tại đó là 4 năm thì có khi 4 năm bạn ra trường thì đã không còn dịch nữa rồi. Thì lúc đó bạn có thể làm. Còn nếu mà sau khi bạn ra trường rồi bạn gặp một cái đợt dịch nào khác giống như những bạn học du lịch hiện tại bây giờ á, thì coi như bạn xui đi. Chứ thật sự là mình không có một cái lời giải thích nào cho cái vấn đề này cả. Bởi vì mình thật sự là mình không biết là khi nào dịch mới hết, hoặc là sau cái đợt dịch này sẽ có những đợt dịch khác nữa không. Và mình có một lời khuyên cho tất cả các bạn á, nếu bạn đam mê du lịch á, thì cứ học đi nha. Còn không làm được cái này thì mình cũng sẽ làm được cái khác. Và làm được cái gì á, hoặc là làm sao để không bị thất nghiệp sau khi ra trường á, thì bạn có thể xem cái video mình có làm, mình chia sẻ rồi. Mình sẽ để đường link ở trên đây hoặc là dưới description post dưới này nha. Ok. Ok, vậy là mình đã vừa chia sẻ xong đến tất cả các bạn về vlog ngày hôm nay học du lịch có gì vui. Và mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem vlog của mình. Nếu các bạn đã xem video của mình tới thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng đừng quên cho mình một lượt like, share và đặc biệt là một lượt đăng ký để ủng hộ kênh Người Yêu Mới của mình nha. Và nếu bạn học du lịch ấy, thì các bạn cũng có thể follow kênh của mình. Bởi vì sắp tới có thể mình sẽ ra rất nhiều những cái video và chủ đề về vấn đề du lịch này nữa, từ chia sẻ cho đến những cái chuyến trip của mình. Và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem vlog của mình ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn tại những video lần sau nha. Bye bye. Bye bye các bạn.